lời xin lỗi xin bộn nó hơi phức tạp, anh em thông cảm. Mấy lần sau chắc sẽ nhanh hơn mà. Nãy giờ nói anh có nghe nghe chứ em? Anh nghe nhưng mà anh đâu có đọc cái tên em ra đâu. Em thông cảm đi, bây giờ đủ slot rồi. Em muốn vô thì có gì lần sau đi. Rồi anh online lâu dài đâu phải là anh online của ngày hôm nay anh nghỉ luôn đâu mà các bạn sợ không được chơi với anh nữa. Mấy thanh niên. Ủa sao âm thanh em vui vậy? Ok, và trận đấu xin phép bắt đầu. Hiện tại tem số 1 là có thể nói là một tem tổ hợp thôi các bạn ạ. Tem tổ hợp bên QVTV của mình thôi. Và có thể nói hiện tại khu vực thị trấn hiện tại đang khá là đông. Nhìn sơ ngang tổng cộng có 3 tem nhảy khỏi khu vực này. Phót Asa nhỉ, thử được mùi nguy hiểm rồi. Anh ta tiếp tục di chuyển qua khu nhà khác thôi. Chắc chắn là giờ nhảy xuống sẽ có tiếng súng ngay. Và ai sẽ người chết thứ hạng thứ 51 trong trận đấu này đây? Phót Asa nhìn bị lắc hay sao ấy? Trời ơi thanh niên ơi, có cái cửa sổ hả? Đang đấu giao lưu đây. Có cái cửa sổ mà nhảy 5 cái không vào. Chết rồi. Vẫn chưa ai nằm xuống các bạn ạ. Bỏ tô mở ba đang núp trên nhà đâu rồi di chuyển qua lúc đồ. Giang mắc một lượng máu khá chắc nhảy lầu xuống đây. Chờ mất ba là người chết đầu tiên. Qua là người hạ ngục cho bao giao tranh vừa rồi. Vẫn tiếp tục đang có tiếng súng. Nhân có cho mình khá là nhiều đồ. Đại ba bị lỗi khỏi trận đấu rồi. Phải teo thật. Một thành viên cứu của BTV đã bị lỗi khỏi trận đấu. Non vừa đi luôn, Thảo là người hạ ngục fan non này rồi. Cậu chủ đã bị lỗi khỏi trận đấu luôn rồi. Hắc Long đi luôn. Hai thành viên của BTV gần như đã bị lỗi khỏi trận đấu. Và họ đang cẩn thận hơn. Khu vực cổng trời diễn ra khá nhiều giao tranh rồi. Gặp vào bắn ngay. Đối phương đóng trả. Cá chép hạ ngục thành công một người. Sang Dung trả thù cho người đội của mình. Cáp sợ nhăn đi luôn rồi. Thảo 1600H cũng đi luôn cho hai tranh rồi. Và tem số 1 họ chỉ còn là Phót Asa và Bảo Tô 123 thôi. Giang Nhân quá sư ý cho hai tranh vừa rồi. Bảo Tô di chuyển lên khu vực có người đây. Cẩn thận. Khu vực bên hông Huy Trần, Đê Nị đang gặp nhau diễn ra khá nhiều. Bắn, bát bị lỗi đam rồi. Hai tranh vừa rồi ta bắn rất dữ dội nhưng không gây đam lên địch nhân các bạn ạ. 3 bắn 1 không sụi cũng quen. Nốt vẫn còn đủ người ở đó. Huy Trần ngửi được mùi nguy hiểm cũng không ra luôn. Anh ta có thể đánh du kích. Nhưng đối với KN94 sát thương trọng tâm không cao thế này thì làm sao bắn đây. Bé tí đang gặp nguy hiểm. Bé tí bị lỗi khỏi trận đấu luôn. Chúng ta còn Yanshu. Chúng ta còn Nhật Tanh. Khá là buồn gì. Wow. Và họ lệ được một tem. Nhưng họ mắc hai thành viên chủ lực. Đó là bé tí. Không hiểu bắn sao tại này là không có cá chép nha. Bắn sao này không có cá chép nha. Một anh còn live free fire không anh hả? Để tí xem sao em. Yasuo vẫn còn đây nha. Yasuo vẫn còn đây. Nhưng mà đối với Yasuo thì giống như là một người em út thôi. Một người em út ở trong WC thôi. Hơi ngáo đá nhẹ. Luôn luôn bị cậu chủ chửi. Thì ván này thể hiện như thế nào? Huy Trần bị lội khỏi trận đấu rồi. Và Nô đang bên vương đoàn Nót đang bắt đầu tràn lên một cách mạnh mẽ rồi các bạn ạ. Tuy họ mới có 3 người thôi nhưng mà họ cố gắng giành lại chế độ là cái huy hiệu. Một huy hiệu giao lưu dành riêng cho mình. Và bên tem số 8 chúng ta còn ITB, Zoom, Bảnh, Lê Vi và MonXB vẫn đang còn sống trận đấu này vì họ không có giao tranh. Bên tem số 9 họ chỉ mắc một người là 141 ốc Idol thôi. Và quý đẹp trai có cho mình được 2 kill rồi. Anh ta luôn có cả giáp 4 và nón 2. Khá là trâu. Và họ đang chiếm khu vực lò gàng các bạn ạ. Không có giao tranh. Tem số 10 thì chúng ta gồm có Lợn, Quỷ và Lộc Hai Quy. Chờ mất bơi hình như cũng hơi buồn tí là gián này không có nệnh đêm nha. Không có nệnh đêm trong tem. Anh ta khá là buồn. Lão Tứ bị headshot rồi, lên dẻ. Tem số 11 chúng ta chỉ còn Hoàng thôi. Thật đáng buồn. Có thể nói là chức quán quân vừa rồi hơn trận đấu này gần như là sắp mặt khá sớm. Khi mà họ quyết tâm lia cắt các thành viên bên chức quán quân trước. Đấy, bên tem số 12 đây. Trinh, Y Đỉ. Họ ván trước chết khá nhanh. Ván này họ cố gắng gỡ gạt lại. Bây giờ họ vẫn còn sống đây. Đủ 4 người luôn nha. Và có thể nói là
Bản đồ hiện tại còn 29 người. À, cá chép nằm hơi lộn một tí nha. Cá chép tại sao lại nằm ở túi cái tem này nhỉ? Hình như là có sự sắp xếp tem không hợp lý cho lắm. Chẳng lẽ là bên WC phải đưa cá chép vào đấy, đưa cá chép vào hoặc là đưa cho Yasuo ra cho cá chép vào, lúc cái tem sẽ cứng hơn rất là nhiều. Hô tắt tiếng Yasuo đi anh hả? À. Chuyên gia nghe nói gì không à? Đại bàng nhảy xuống không có súng thật tội nghiệp cho các thành viên của tôi. Nhưng cũng không sao các bạn à, chúng ta vẫn còn một cơ hội. Biết đâu chừng Hoàng có thể lia được 28 kill cho bản đồ. Đây là một con số khá hiển nhiên đi. Hoàng mà lia được 28 kill bản đồ là anh cũng khâm phục luôn. Nó giao luôn chức chủ quân đoàn cho Hoàng luôn. Ok, không nói đồ nữa, chúng ta tiếp tục trở lại với trận đấu. Đấy, và team số 1. Team số 1 họ đang vẫn còn chiếm cứ điểm ở khu vực này. Nhưng mà AFK Giang tại sao lại AFK nha? Ông AFK Giang tôi thấy không được rồi nha. Người đồng đội của chúng ta đang còn bắn mà sao em lay out vậy? Như thế là chúng ta không tôn trọng người đồng đội của mình. Đề nghị các bạn sau này chúng ta nên nhớ là khi mà chúng ta có giao lưu này nọ, đề nghị các bạn đừng có out game nha. Đừng có out game. Thì vì chúng ta out game chúng ta không thể hiện được cái lòng tôn trọng về những người cố gắng sống vì chúng ta. Đấy. Và hiện tại đang có tiếng nhảy lâu rồi, đang có giao tranh. Nhưng là sao vậy? Phó A Xe đang lơ là hai địch nhăn lên công nhà và họ bị lia hoàn toàn. Không hiểu lắm cho pha giao tranh vừa rồi. Không hiểu lắm cho pha giao tranh vừa rồi luôn. Không hiểu là bạn Phó A Xe đang nhìn cái gì. Đang nhìn cái gì khi mà địch nhăn đang lên rồi mà anh ta vẫn còn ngớ ngẩn một tí nha. Ngớ ngẩn trong vòng một giây. Và anh ta lên gì đó. Đấy, chúng ta vẫn còn Yasuo, còn Nhật Thanh. Và một tem lên nữa rồi. Đêm này chúng ta có Hiền Na, TT Giang, Đốc và bạn FS Hòa trong quân đoàn Fanship. Đấy, đang ở khu vực ngã ba tiếp tục đút đồ đây. Chắc cũng khá nhẹ nhàng thôi. Kiếm thêm thật nhiều trang bị thôi. Đấy, vũ trang càng nhiều thì vũ lực càng mạnh các bạn ạ. Tại bên đây chúng ta vẫn còn ngay K14 tàu thằng đi rồi. Chúng ta còn lão anh, còn béo và còn ác quỷ. Và họ đang tiến hành di chuyển vào bo. Trung tâm tiếp tục đang bị lia vào. Hiện tại bản đồ đang thu vào khu vực của bên thị trấn Cánh Đồng nha các bạn. Sẽ là trung tâm của bo tiếp theo. Và bo chỉ là bo 1 thôi, khá nhẹ nhàng. Chết sớm thì có đóng góp được cho tem, nhưng áp ca thì thôi cạn lời. Không tôn trọng đồng đội, đúng là em. Đấy. À, cho em xin vào quân đoàn được không anh hả? À, em xin vào quân đoàn rồi đó hả? Ok, để anh coi anh duyệt cho nghe lý thuyết hình viên anh duyệt nha. Còn đủ hình viên thì thôi. Một số bạn nói anh ơi sao em xin vào anh không duyệt. Thì cái đó anh có hai lý do để trả lời. Thứ nhất á, là quân đoàn anh full rồi, anh sẽ không duyệt các bạn được. Cái thứ hai là các bạn ở đâu đó đó, các bạn ở đâu đó, ở cái hành tinh nào đó, ở sao Hỏa, sao Thủy, sao Mộc vậy đó, các bạn đáp xuống cái trái đất của anh. Đấy, khi các bạn xin slot xong, các bạn lại trở về với hành tinh đó thì anh sẽ không duyệt được. Và hiện tại đang có giao tranh rồi. Phát hiện được nhanh một pha chết chí mạng nhưng không đủ sát thương để giết. Có thể đối phương đang có nón 3 và nón 2 trên người. Và béo, béo chuẩn bị bốc lớp các bạn ạ. Béo bốc lớp rồi. Béo có bắn hay không đây? Trước đằng sau địch nhân đều có sự xuất hiện của tem. Nhưng mà béo không hỗ trợ các bạn ạ. Béo chưa kịp hỗ trợ pha giao tranh này. Hai người bắn một người nhưng vẫn không chết là sao? Chưa hiểu lắm. Chúng ta chuyển vào vị trí của béo để xem. Béo sáp lá cà rồi. Địch nhân rất là kiên cố. Một bình chốc hai luôn. Tiếp tục đang bắn. Đốt luôn cả lửa chạy để hỗ trợ hồi phục máu cho mình. Và họ đang chiến nhau ngoài bo. Đối phương rất khéo đây. Nhảy lên và tiếp tục bắn. Nhưng đối phương chỉ chịu bo thôi. Bây giờ mới đang xảy đây. Mắc máu là khá nhiều. Đối phương đã gục bởi MB40. Người đồng đội của anh ta đang tràn qua rồi. Ba người bắn một người. Tuy không hay gì mấy nhưng mà anh ta vẫn đang cố gắng chống chịu với ba địch nhân đây. Rồi xong rồi. Giật anh lên dĩa. Thật đáng buồn khi mà một thanh niên một mình chấp ba căn như thế mà hạ gục được một người cũng khá là hay các bạn ạ. Nhưng mà rất tiếc cho anh ta là anh ta không còn đủ khả năng để chống chịu nữa. Và tem số 3 WC bị loại khỏi trận đấu hoàn toàn. Tem số 1 bên của BTV cũng bị loại trận đấu hoàn toàn luôn. Vương quân đoàn của BTV chắc còn Hoàng mà đúng không ta? Ok, quân đoàn của BTV chúng ta vẫn còn Hoàng đang sống sót các bạn ạ.
vẫn còn Hòa đang sống sót. Hòa, Huyền Thè và Giang bắt đầu di chuyển từ khu vực ngã ba vào khu vực cánh đồng. Bên tem số 6, ác quỷ, lão anh và béo đang di chuyển ngược lại hướng Bo. Không hiểu lắm, không hiểu lắm. À, là họ chỉ muốn dùng xe mình đi di chuyển vào Bo nhanh hơn đó các bạn ạ. Tem số 7 đây, quân đoàn Nod có Tiger, Gà nè, Ben. Hiện tại họ lê được một tem trong khu vực này rồi, và họ đang chiếm đóng khu vực thị trấn, bắt đầu di chuyển qua vực cánh đồng nhiều hơn. Tem số 8 đây, Nô Bạch, Lê Vi và Mò Đất Bơi cũng vậy, họ tiếp tục di chuyển theo hướng của tem Nô, và sắp sửa hai tem Nod gặp nhau bạn ạ. Gì? No or never nghĩa là gì ta các bạn? Bạn nào dịch được từ này giùm anh không? Bạn nào dịch được giùm này anh giùm anh không các bạn? Hả? Anh cũng không hiểu nghĩa lắm. Hiện tại và không bao giờ hả các bạn? Coi đấu giải không anh nữa. Hả? Đấu giải bên kia đấu giải các bạn ạ. À. Tại vì bên kia cái gì? Tại vì nó sao ta? Cái gì? Tại vì chủ quân đoàn người ta có chủ quân đoàn của bên kia người ta bận việc đã, người ta tổ chức giải luôn rồi, cho nên là mình không tham gia được. What the hell? Motor bơi nó hack à các bạn? Cái nhân vật của nó bị cái gì kìa các bạn ơi? Tay chân đầu cổ của nó bị gì méo mó lưng kìa các bạn? Nhân vật của Mon đang bị lỗi rồi. Có thể là Mon đang chuyển quá cái gì đây, hay là tiến quá lên á nhăn nè. Kìa giống như con gà xếp phai các bạn ạ. À. Đầu chân chéo cánh rồi, nhìn ghê không? Hơi kinh dị một tí. Gồng nhập đó anh ạ. À. Quỷ nhập nó chứ gồng nhập gì. Không lời anh là sao em? Không lời anh là sao? Ý là anh không trả lời em hả? Mới trả lời cái đợp luôn, mới trả lời tôi có đợp là có đấu giải không anh, tôi mới trả lời cái đợp xong quay anh hỏi nữa. Biến hình chi thật, phải cái lỗi game. Ok. Và hiện tại là một bạn đang chiếm đây trung tâm luôn. Bạn BB nào đẹp đang chiếm vực trung tâm, đặt một số loại bom keo, một loại bom nổ để thế phòng thủ. Và chỉ cần đứng trên cao này có thể nhìn tổng quát được tất cả mọi thứ xung quanh. Nhưng mà chỉ còn một mình anh ta thôi nha. Một mình bạn N đẹp thôi. Không biết Lan có quanh đây không đây. BB này chắc làm chung đoàn là best hả? Best boy hả? Boy fan hay là best fan? Ở bên hông đây, từ khu vực biệt thự đâu di chuyển qua rồi. Chúng ta gồm có Lợn Quỷ ơi và Lộc Hai Quỷ đâu di chuyển qua đây các bạn ạ. À. Phát hiện địch nhân rồi, anh ta đang bắt đầu sấy. Nhưng mà sát thương địch nhân quá cao, tại buộc phải chạy, chỉ còn đúng một giọt nữa. Thanh niên rất nhạy bén, sau khi anh ta cảm giác được là mình không solo là địch nhân di chuyển ngay. Chỉ pha đó nó không lên dĩa rồi. Có một lượng máu là cá, anh ta bắt đầu sấy. Mù mắt người xem, mù mắt địch nhân và mù mắt luôn cả anh ta rồi. Khá nhẹ nhàng, Lợn bị loại khỏi trận đấu. Lợn được đem ra chợ bán luôn. Chúng ta còn Quỷ ơi và Lộc Hai Quy, họ đang bơi qua khu vực sông và đang tiến thẳng lại chỗ người đồng đội của mình chết. À không lỗi anh hả? À vậy hả? Cái đó biến được hả? Thôi đừng có làm gì lỗi game, lỡ người ta lỗi game mà lỡ FIFA nó báo cáo các bạn hack này nọ là uổng nha. Bị ba mạc lỗi kỳ lắm. Lộc Hai Quy sắp sửa bị chết bo rồi, anh ta chịu được. Chỉ còn vài giây nữa thôi các bạn ạ. À về ta không gọi gì vậy? Alo. Vì la mừng gửi với ông già, cái này tôi la 9 giờ mấy tôi ốp rồi. Ủa định cấp tầng tao mấy bán hả? Định cấp tầng tao mấy bán hay gì? Tôi chọn mà trời, tuyển lắm mà. Rồi cấp tầm nữa không? Cấp tầm nữa vậy? Rồi cấp tầm nữa thì biết ở bên tôi tạo, bên tôi mời qua. Thôi hồi tao. Đúng rồi, hồi tới lượt ban ông tạo, đúng rồi. Hồi tới lượt ban ông tạo đây. Vì tâm 4 bình thường nha. Không, tại vì dạng như tôi mời mấy đứa vô, mấy đứa nó mời thêm vô, nó hơi loạn tí. Rồi ok, tập trung nha, tôi còn bình luận. Ok, chúng ta chỉ còn 14 người trong trận đấu này thôi các bạn ạ. À. Không còn nhiều. Vàng một, có thể nói là một cái cây tâm cuối cùng của Cube TV. 069 Thịnh bị chết bo trong bao giao tranh này, thật đáng buồn nha.
Team số 5 chúng ta còn 2 người, team số 6 chúng ta còn 3 người, team số 7 bị loại khỏi chiến đấu hoàn toàn rồi, team số 8 chúng ta còn 2 người nốt. Đấy, Bảnh và Levi. Team số 9 chúng ta còn mình anh Đẹp nha. 11 của BTV chúng ta còn mình anh Hoàng. Team số 12 chúng ta còn Kinh, Y Đĩ và bạn Tây Kinh và bạn BC Kinh nha, cái đó là Song Kinh. Không biết Song Kinh có đi được Thỉnh Kinh hay không. À thì ra là Thỉnh mắc nó phai các bạn ạ. Kinh bị mắc máu rồi, Tây Kinh có thể qua hỗ trợ kịp không đây. Y Đĩ và cứu người đội của mình. Ở khu vực dưới có giao tranh luôn. Y Đĩ di chuyển bởi anh ta đang bị bắn. Đường trên, đường dưới đều phải chịu sát thương cả. Hoàng kết được một bàn đến từ vị trí của Kinh rồi. Kinh hạng một thành công luôn, Levi luôn. Quá hay. Và Tên Quy Đĩ còn Kinh vẫn đang còn chịu sức ép đến từ vị trí đường chơi về đường dưới. Khi mà khu vực của họ khá là hiểm hóc. Khu vực này không có nhiều, có thể nói là không có nhiều tường, không có nhiều cây cối đá để có thể phòng thủ. Họ phòng thủ phụ thuộc vào bơm keo thôi. Nếu mắc bơm keo hay hết bơm keo chắc họ sẽ thua. Nhưng mà trong người Quy Đĩ có một cây M79, có thể nói là nhờ cái này có thể solo với một hay là ba người. Solo trực tiếp 1 đến 3 người khá là nhẹ nhàng. One hit one kill, không biết sẽ như thế nào. Nhắc nhở Huy Võ lần 1 nha. Huy Võ đồ quà thêm một câu nữa thì sẽ bị cấm chat trên kênh. Ok, chúng ta chỉ còn đơn thân độc mã rất là nhiều người thôi. Bo gắt hiểm hóc các bạn ạ. Điệp bị lỗi khỏi trận đấu luôn rồi. Phát hiện một địch nhân đang bắt đầu sấy một phát chí mạng 127 giọt nhưng vẫn chưa đủ khả năng để giết địch nhân các bạn ạ. Y Đĩ sấy gắt ghê nhưng mà có thể nói là AK không phải là một cây có thể là sấy đam tuyệt đối được. Và anh ta đang cầm cao xạ ma pháp M79. Anh bằng ta bắn cao xạ thế nào đây? Mong rằng anh ta sẽ không bắn tới mức độ là tự sát luôn nhé. Phát hiện địch gian rồi nhưng mà anh ta chết không được các bạn ạ. Bên hông lại có người chặn bơm keo quá khéo. Kinh cũng vậy. Kinh cũng nói bên hông hỗ trợ người đồng đội của mình. Họ tách cho làm hai cánh, một người cánh trái một người cánh phải có thể lia tem. Ác quỷ đang bắn bởi một team khác nữa. Kinh là người bắn cho vào tranh vừa này. Song Kinh đang cố gắng làm tất cả chăng? À quên, Song Kinh đi rồi. Chúng ta chỉ còn TT Kinh. Chúng ta còn TT Kinh thôi, Y Đĩ thôi. Y Đĩ bị lỗi khỏi trận đấu rồi. Có thể là những pha bắn khá dữ dội luôn các bạn ạ. Những pha bắn khá dữ dội. Chúng ta còn 2 4, 5 người thôi. Và 3 team. Ôi không. Song Kinh và Song 069 lật kèo trong pha giao tranh này các bạn ạ. Họ lật kèo rồi, họ lật kèo rồi các bạn. Họ lật kèo trong pha giao tranh này rồi. Họ bắn khá dữ dội nha. Tổng cộng họ ghi được chỉ đơn giản là 5 kill thôi. So với bạn top 2 ghi được 10 kill. Nhưng mà pha giao tranh cuối cùng thì TT Kinh đã làm lên được tất cả. Tê Kinh đã loại tất cả các thành viên nguy hiểm trong bản đồ và đã cố gắng giành được top 1 cho Song Kinh và Song 069. Nhưng thật đáng buồn của BTV trong trận đấu này chỉ đứng hạng 4 thôi. Các thành viên của họ chết quá nhanh sau khi vừa đáp xuống khu vực thị trắng. Team số 3 chúng ta gồm có bạn Lê Vi, bạn Bảnh, Mon và bạn Dum giành được chiếc top 3 ngày hôm nay. Hạng 2 có bạn Béo, Ác Quỷ, Tà Thằng và Lão Anh. Đấy. Bên WC hiện tại chỉ đứng hạng thứ 9 thôi các bạn ạ. Một team của WC đứng bên hạng thứ 9. Còn team khác bên WC thì đứng bên hạng thứ 13. Cũng có thể nói là không khả quan lắm. Nói là họ chưa chọn được team hợp lý thôi. Ok và chúng ta...